Chào các bạn, hôm nay máy thông dịch chấm cơm về lô hàng máy Travis, sản phẩm máy thông dịch tốt nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi là trở thành đối tác độc quyền của Travis ở Việt Nam. Đấy, mỗi lần chúng tôi về hàng là về cái trăm sản phẩm, vài trăm sản phẩm một lần. Và sản phẩm chúng tôi là có đầy đủ thủ tục giấy tờ hải quan, chứ không phải là đi hàng tiểu ngạch, đi hàng trốn thuế như là các đơn vị khác. Đấy, các bạn có thể thấy rất nhiều hàng. Đây thùng hàng đây. Đấy. Từ hôm nay là chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng bất cứ lúc nào. Hàng luôn luôn có tại kho. Mua 50 máy, 100 máy đều có. Về bao da bảo vệ máy, bao da này là chính hãng của Travis luôn. Đó. Các bạn đi nước ngoài thì không cần phải đi du lịch, đi học tập nước ngoài, không cần phải còn đem theo người phiên dịch thêm bên cạnh làm gì, một máy này là đủ. Đây, máy được thiết kế tại Hà Lan. Đó, tích hợp SIM, có thể kết nối Wi-Fi 3G, thiết kế tại Hà Lan và sản xuất thì tại Hồng Kông. Rồi, các bạn đặt hàng nhanh tay liên hệ với chúng tôi tại website máythongdich.com. Đây có chương trình giảm giá siêu khuyến mãi, giảm tới 40%.